Chào các bạn. Hôm nay tụi mình tiếp tục cái series cắm trại các bạn. Và cái chủ đề của clip cắm trại hôm nay là sẽ là cắm trại theo chỉ số IQ, còn gọi là IQ các bạn. Chữ Y với lại chữ W nha. Nói chung là khá đơn giản. Bây giờ tụi mình sẽ có tất cả là 6 người. Tụi mình sẽ vào trong một cái app và kiểm tra IQ. Sau đó bắt đầu gọi là làm một cái bài test các bạn. Thử như ví dụ như là vậy, nó vào nó làm bài test được là 123 IQ các bạn. Đọc IQ cho dễ nha. 123 IQ thì chúng ta sẽ cộng lại là 1 cộng 2 cộng 3 là bằng 6 sao. 6 sao thì nó sẽ có 6 sao bằng 5 triệu. Nói chung là đơn giản là kiểm tra IQ, sau đó cộng mấy cái số IQ đó lại với nhau ra được bao nhiêu sao thì sẽ cắm trại với số tiền tương ứng các bạn. Tổng hại là 9 nha. Ok, hôm nay là mình có thông báo với các bạn là đây, thành viên mới của mình các bạn. Tú thứ hai. Chào các bạn em. Chào các bạn. Do là Tú thứ nhất các bạn, hiện tại là nó đang cái tuổi gọi là tuổi lớn á, nó tối đi chơi xuyên màn đêm luôn các bạn. Mà mình thật khó gọi kêu gọi nó quay clip lắm. Hôm nay là nó khá là đam mê với lại hội bạn bè xuyên màn đêm gì đó mình không biết nữa. Nói chung là đi chơi khá là nhiều luôn. Tới giờ đi làm thì không thấy mặt đâu hết bạn. Anh em tụi mình đồ tụ họp, đồ quay clip như vậy thì không thấy nó đâu hết. Nên mình nghĩ là sẽ cho nó đi chơi một thời gian, cho nó chơi vậy là mà nó chán thôi. Chán thì nó sẽ cảm thấy mình đam mê công việc thì bắt đầu đi làm đúng giờ đấy bạn. Nên hôm nay mình bắt buộc là phải cho một Tú thứ hai vào team cho nó đông đủ các bạn. Chứ bất công là bình thường là chơi là 6 người, hôm nay còn 5 người thì nó lẻ loi mấy số sao quá. Nên ok, Tú thứ hai sẽ đảm nhiệm lòng tiếng cho Tú thứ nhất các bạn, Tú riêu. Rồi, cho Tú thứ hai test nước luôn nha. Có tất cả là 26 câu kiểm tra IQ trong vòng 24 phút. Nếu như nó làm càng nhanh, càng đúng nhiều câu thì IQ càng cao, có thể là số 8 nằm đứng luôn các bạn. Nếu làm nhanh thì được số 8 nằm đứng luôn nha. Rồi ok, nói chung là cái bài test IQ này là mỗi lần test là chúng ta tốn 15k các bạn. Nên tụi mình thông sờ bao nên mỗi thằng làm một lần thôi nha. Rồi nè, nhắn chữ tôi đã sẵn sàng nha. Chào nè. Rồi chào đi. Tú thứ hai lẹ lẹ hết giờ em. Mất công rồi. Nó chạy luôn tối nay ơi. Nếu như ai kêu của nó mà hấp hơn 70 là sẽ là gọi là hiểu năng nha các bạn. Ghé lên em, ghé lên 70 nha. Giống mày gà mà. Ôi đâu. Chắc cười ẻo quá. Trọng tải luôn đi Tú thứ hai. Chúng ta không được chỉ nha, chúng ta không được chỉ nha. IQ của mỗi người mỗi tháng các bạn, nên chúng ta sẽ không có chỉ. Đúng rồi. Để xem là thử coi Tú thứ hai là IQ được bao nhiêu. Các bạn nhớ giống con gà quá. Chắc bằng được cái IQ của con gà. Trọng tải. Qua 14 câu rồi. 15, 16, 17. Tốc độ bàn hờ một giây không câu. 22. Gắn lên ha. 4 câu nữa. Không, em 2 câu nữa, 2 câu nữa. Em thích những gì đẹp. Một cái nữa, câu cuối cùng. Rồi, ok. Wow. Mình sẽ xem kết quả với bạn. Nhắm vào xem kết quả, sau đó điền họ tên. Tú thứ hai Vĩnh Dũng. Thứ thôi. Đó, Tú thứ hai. Rồi mình sẽ che số điện thoại lên nha các bạn. 15k. Xong. Nó không nói gì đâu. Đây. Wow. Wow. 90 IQ. Wow. 90 IQ của Tú Hà là 90 các bạn. Họ trả lời đại là 90 rồi hả? 90 có nghĩa là 9 sao. Oh. 9 sao wow. Bằng 9 triệu. Của Tú Hà là 90 nha, cái này là hôm qua là mình làm, cái này là của mình 122. Cái đó là hôm qua mình bóp đại thôi, cũng ra được 122 nữa các bạn. Bây giờ nó mới đồng còn là chơi thiệt nha. Vậy là Tú thứ hai là sẽ có 90 IQ bằng 9 sao. Tiếp theo là Dĩ nha. Với cái trình độ của Dĩ mình nghĩ là nó có làm cái clip này, nó quay cái đoạn IQ này chắc cũng phải nửa tiếng các bạn. Đâu. Giờ trình độ em mà lẹ lắm.
Ở sau hả? Nhanh chưa hả? Ồ. Với trình độ IQ của em. Ok, bọn sẽ bấm kết xem kết quả nha bạn. À, vĩ đúng không? Vĩ hơn nhất. Vĩ hơn nhất. Chúng ta sẽ cùng xem là vĩ hơn nhất là có bao nhiêu nha bạn. Nghe cái tin nè. Tin nhắn vào. 102. Cây quất. Wow. Đậu hồn chứ. Cô vĩ thứ nhất sẽ có 102 IQ. 1 cộng 0 cộng 2 bằng 3. Tưởng là không biết được là 3 sao có nghĩa là 1 triệu. 1 triệu nha bạn. Rồi tiếp theo là Hương. Ây chà, tới lúc Hương gặp ai rồi. Biết bên em hay cái kính này làm gì không? Hãy gọi mình là Hương Ti Hức. Ủa sao mờ dữ vậy? Được rồi anh ơi. Hay để em bấm lẹ lẹ lắm. Rồi, Hương Ti Hức gặp ai. Ok chưa? Nè bấm cho tôi ra sẵn sàng và chơi. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ cùng xem IQ của cô Hương là bao nhiêu các bạn. 150 anh. Hương Ti Hức. Rồi tình nhắn, chúng ta sẽ cùng xem. Trời ơi, 92. Chết cộng 2 bằng 1. 11 các bạn, 11 có nghĩa là 1 sao. 100k. Rồi, tiếp theo là mình các bạn. Hôm qua là mình tép được 122, bây giờ mình nghĩ chắc cũng lên được 300 các bạn. Ok. Mình dùng tất cả IQ của mình để làm. Mong là được 999. 999. Tiếp tục. Chúng ta sẽ cùng xem kết quả. Wow. Ôi mẹ ơi. Giảm rồi, giảm rồi. Còn có 117 à. Wow. Hôm qua mình làm 122. Mình làm khá là chậm các bạn. Nên 122 hôm nay mình làm nhanh quá. Giảm còn có 117 à. Wow. 1 cộng 1 cộng 7 bằng 9. Wow. Má ơi, chúa tôi, cái thứ gì đây? Yeah. Nhân phẩm. Cái đó gọi là IQ. Rồi vậy nè. Không, IQ em cũng có mà. Tú hứng 2, IQ em kiên 90 nhắn được sao kìa. Rồi bây giờ sẽ là cú ăn nha bạn. Anh sử dụng tất cả cái gọi là IQ của anh để chơi. Em có thể sử dụng luôn. Hôm qua em có làm thử chưa? Rồi em. What the? Thì bạn em vô cực. Không, xong rồi kìa. Đây là số 8 nằm đứng nha bạn. Một khi ai không dạng như ăn đó, gọi là nó muốn số sao cao chứ nó không cần muốn IQ cao nha bạn. Đâu IQ vô cực ta làm vậy không ha, anh nhìn vô cái. Nè coi hết hồn, mọi người sẽ hết hồn cho xem. Chúng ta sẽ cùng hết hồn chim án. 3, 2, 1, bấm. 70. Chắc anh nghĩ 30 quá bấm. Không, lâu, lâu. Có nghĩa là 8 cộng 2 bằng 10. 10 có nghĩa là không nút. Không sao. Không, anh đánh giá cao cái khả năng tấu hài của em. Like. Đâu có nghĩ được, tới 82 đẹp dữ vậy trời. 83 cũng được. Rồi giờ tới là toàn thứ nhất nha. Toàn biết chơi không em? Biết ăn. Quất em. Bấm đại thử rồi ra thôi. Thôi mình chơi hết mình. Ồ, thử rồi em mình thôi. Đã có ăn IQ vô cực rồi, mình phải IQ phải nằm ngửa em. Rồi, chúng ta sau bao nhiêu chờ đợi thì đã đến lượt Toàn nha bạn. Xem kết quả. Bấm vào. Từ từ, đây bấm cái tên Toàn. Khá là hồi hộp. Dán. Chuẩn bị, tiếp tục. 3, 2, 1, bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng xem. Tin. Tao chọn vậy. Hôm qua tao tết được nhiêu rồi? 102 anh. Quy giảm IQ. Giảm 2 IQ. Hôm qua là trước khi chơi là mình cứ kêu tụi nó tán thử rồi, toàn nó tán được 102. Hôm nay nó gấp quá, nó giảm được 2 IQ rồi. Mà hôm qua đi chơi đèn đúng gì đó. Giảm IQ xuống còn 100. 100 có nghĩa là 1 nút. 1 sao. Rồi sau cái màn test khá là gay go này và chúng ta đã có được số sao của mỗi người. Đầu tiên là Tú Hương 2. 9 sao. 90 IQ. 9 sao.
9 triệu để cắm trại. Wow. Rồi gửi hai là cú gì? 102. 102 IQ bằng 3 sao. 3 sao để cắm trại. Hơn 92. 92 9 cộng 2 bằng 11. 11 nghĩa là 1 đúng. 1 sao. Cũng được. 100k để cắm trại. Còn mình thì được 117. 117 IQ 1 cộng 1 cộng 7 là 9. 9 sao, 9 triệu các bạn. Và ăn với cái gọi là cái IQ nằm đứng, nằm ngửa vậy đó các bạn. Đã. Bấm đại luôn rất là nhanh trong vòng 5 giây. IQ 82 và cộng lại được 10 ngút. Và cắm chạy với không sao. 10 kìa. Yeah. Hay lắm. Đó là một câu chuyện buồn. Rồi cuối cùng là cô Toàn 100 IQ bằng 1 sao 100k để cắm trại nha bạn. Ok, nói chung là bây giờ cái đám tụi mình sẽ đi mua đồ dùng cắm trại, hớt ăn, nước uống, muốn mua gì mua biển trong vòng giới hạn cái số tiền mà mỗi người nhận được. Sau đó tụi mình sẽ cắm trại nha bạn. Ok, nói chung là bạn nào hết cái series cắm trại theo mấy cái nhậm dí của tụi mình thì các bạn nhấn like mạnh tay để tụi mình có động lực tấu hài và làm thêm nhiều lý phán các bạn. Đặc biệt là nhấn đăng ký kênh. Tình hình là kênh mình sắp đạt được 7 triệu sub mà. 7 triệu sub này mình sẽ ăn mừng rất là lớn luôn. Các bạn nhấn like, đăng ký, mạnh tay giúp mình nha. Ok, đi thôi. Rồi ok, tụi mình đã đến được địa điểm cắm trại bạn. Lần này tụi mình chui vô rừng, sẵn tránh dịch luôn và cách ly với thế giới bên ngoài nha bạn. Bây giờ là tụi mình sẽ dựng lều. Có những bạn đã dựng sẵn rồi, như cu Vĩ nè. À, Vĩ là nó được 102, có nghĩa là 3 sao. 3 sao anh. Thì nó dựng sẵn lều luôn bạn. Do lều khá là đơn giản, chỉ có cái lều mùng thôi à. Còn Toàn thì nó sử dụng tấm bạc, có sự hỗ trợ của 117 IQ và nó được một cái lều như vậy bạn. Ok, nói chung là bây giờ là cái đám tụi mình sẽ dựng lều xong rồi bắt đầu giới thiệu đồ nghề của từng người nha. Tại vì nãy giờ là vô rừng là kinh đồ các kiểu thì có những đứa nó đã dựng xong luôn rồi. Nhưng mà bên kia là mình đã dựng xong được cái biệt phủ rồi. Bây giờ mình vô mình dựng liều đó là xong nha. Mình thì 117 IQ và cộng lại là được 9 nút. 9 nút nghĩa là 9 sao, 9 triệu để cắm trại nha bạn. Thì mình sử dụng những cái tấm bạc nè để mình bao bọc lại. Mình muốn cách biệt cho mọi người. Mình sẽ sử dụng cái liều tự bôn, giá là 2 triệu nha. Liều này bữa mình có review rồi. Chúng ta chỉ việc tháo dây ra. Tháo dây ra. Sau đó thì thả ra. Xong. Xong các bạn. Có ngay cái liều. 30 giây là xong liền. Còn mình á thì có 82 IQ và mình có 10 sao để đi cắm trại nha các bạn. 10 sao trừ con số 1 ra là còn 0 sao và mình có 10k để đi cắm trại. Và đây là những thứ mình mua được nè các bạn. Mình mua được một củ Pai Lan 5.700 và chai nước Danxi 4.200 là tổng cộng của mình là 9.900 lần. Còn về phần liều á thì do là cái IQ của mình nó quá là nhiều, đứng nhất từ dưới điểm lên, nên bắt buộc là mình phải tự dựng một cái liều sinh tồn luôn. Và vào đây á thì mình thấy được một cái khuôn cây như thế này nên quyết định là mình sẽ làm một cái liều hình, không, mình làm có cái mái nhà thôi, hình chữ nhật á các bạn, vừa với cái hăng mình nằm xuống. Và mình chọn ngay khúc này để làm một cái liều thẳng luôn. Mình chỉ cần bắt ngang qua như thế này rồi bắt ngang lại để cây lên trên là mái nhà là xong. Còn mấy cái cây le này nè thì mình bẻ các bạn. Với cái IQ 92 của mình á, ổ lộn 82 của mình thì rất là siêu cấp pro. Nếu mà các bạn mà có lạc vào rừng mà có mấy cây le thì mình hướng dẫn mấy bạn bẻ như sau. Đây là gáy á. Một cái cây le thì nó sẽ mọc ra một cái nhánh như thế này nè. Cái nhánh của mình bự lắm, còn cái này là mình ví dụ cho bạn xem thôi. Cái mình chỉ cần bẻ xuôi xuống là nó gãy à. Đó. Nó mình bẻ, mình áp dụng vậy là mình có thể bẻ được một cái cây như thế này. Siêu to khổng lồ luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu dựng cái khung xương mái nhà trước. A few moments later. Sau 1 phút 30 giây thì với cái IQ 82 của mình thì mình đã hoàn thành xong cái mái nhà nè các bạn. Đây là cái khung xương mái nhà của mình. Không cần cột dây hay cái gì hết á, cứ có một cơn bão lớn hay cái gì là liều mình sập à. Rồi tiếp theo giờ mình sẽ làm một cái mái che xương lại, thì đó mình sẽ bứt mấy cái lá ở trên cây như thế này nè. Mình kiếm mấy cây nào hấp hấp cái mình bứt, mình để trải dài ra. Thế là hoàn thành xong một cái mái. Rồi ok, tiếp theo là mình phải phụ tủ thứ hai nha bạn. Hôm qua hù bạn nó rất là nhỏ không biết bị gì, hôm nay lại bự ra che hết cả hai mắt luôn. Không thấy đường. Ăn nhiều quá. Mới con điểm buồn quá hay sao khóc sưng mặt.
kết quả là bự quá, không thấy đường để dựng lều để mình phải hỗ trợ nha. Bất công là tối nay nó không có chỗ ngủ nha các bạn. Cái lều này rất là rộng các bạn, rất là bự luôn, một người dựng không ai nổi luôn, mình phải phụ nó. Quay quay quay, nắm 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 anh vậy kìa. Đó rồi, ok, khoảng 15-20 phút thì cái đó tụi mình đã dựng trại xong hết các bạn. Bây giờ mình sẽ review từ 0 sao cho đến 9 sao nha. Ai kêu mà. Đúng rồi. Cô An là 80 mấy ăn? 82. 82 IQ, nói chung là trên 70 là được nha bạn. Dưới 70 là bị thiểu năng, còn này nó 82 là nó không còn thiểu năng nữa, không sao. 82 là ok rồi. Và 8 cộng 2 bằng 0, có nghĩa là An sẽ có 0 sao, 10k để cắm trại. Rồi nói chung là liều của con cu An là nó sẽ sử dụng lá để nó lợp phía trên. Ở phía dưới thì nó lộn hồng hư hớt như vậy đó bạn. Rồi đồ nghề của em là có gì em? Dạ, đồ nghề em đơn giản mà anh. Người 82 IQ ta ăn vậy không nè. Khoai lang và nước hết. Ủa khoai lang là nhiêu tiền? Khoai lang là 5.700, còn nước là 4.200. Tổng cộng là 9.999999. Wow, xét đúng luôn. Đúng rồi, IQ 82 ta mua đồ vậy không á. Wow, nice rồi em. Cái liều nhìn thấy không? Điểm nổi bật là rất là xinh đẹp luôn. Chỉ có liều là mưa thì nó có thể là giọt từ A đến Z luôn á. Ok. Anh thấy phía dưới cũng khá là im ấm luôn nè. Dạ. Yeah. Còn mấy miếng giấy này giống của anh quá à? Dạ, em tận dụng luôn anh à. À, mình phải biết tận dụng đúng không? Đúng rồi. Rồi, tiếp theo là cu toàn. Nhiêu toàn? IQ em tới 100 bằng anh. 100? Không phải tin được, 100 bạn. 1 cộng 0 cộng 0 bằng 1. Và toàn có 100k để cắm trại. Thì nó sử dụng 40k để mua cái tấm bạc. Cái này là có sự hỗ trợ của mình trong đây nha bạn. Mình nó mới phải xây được cái tấm bạc như vậy. Đây, một cái liều, phải nói là bên trong cũng khá là ấm cúng. Gió hơi thổi lù từ bên đây ra phía bên kia khá là mát mẻ. Và đặc biệt là che mưa rất là tốt, nhìn là biết che mưa tốt rồi. Rồi, tổng bill của cu toàn là 59.100 đồng. Nói chung là toàn nó mua 59.000 tiền đồ ăn, nước uống và cái tấm bạc 40.000. Cộng lại là khoảng gần 100.000 nha bạn. 99.100 đồng. Wow, mua rất là xét nút luôn. Những người mà IQ và 100 phải mua như vậy nha bạn. Chúng ta sẽ có là mì cung đền, nước suối Aquafina, Fanta, bánh ngọt và một trái táo. Muốn giống Newton thôi em, ăn táo cho thông minh lên thôi. Đúng em rồi, nó sẽ tăng IQ lên 200 luôn. À, vậy là em sẽ ướt này trong đầu, cái là khô lên liền các em. Wow. Rồi tiếp theo là cu Hương. À, tấm bạc vẫn 40k luôn. Và bill của Hương là 59.900 đồng. Ủa sao giống yên toàn cũng 59.900 đồng. Cũng không biết sao nữa, nói chung là hàng giao cách cả mà nè. Wow, vậy là tối nay là toàn với Hương hơi sẽ cục chung. Đây. Đây liều của Hương thì phong cách là sống hàng. Sống hàng. Đây nó cuồn cuộn như vậy hả? Đúng rồi anh ơi. Anh tưởng đâu gọi là cái mái vòm chứ. Tối nay mà có mưa là ướt ướt bơi là hợp lý luôn á. À, nước nó động phía dưới đây rồi các kiểu đúng không? Đúng rồi anh ơi, 92 IQ làm được có tới đây rồi. À, Hương có 92 IQ và cộng 9 cộng 2 bằng 11. 1 sao các bạn. Đây đồ nghề của Hương rất là đơn giản. Một chai dầu ăn Trường An. Wow, cắm trại phải có dầu ăn nha. Nước suối Danxi. Trứng gà. Bì trộn và nước chanh dây. À, Hương có phát biểu là tại sao Hương lại mua dầu ăn không? Dầu ăn này nói chung là nhiều công dụng lắm anh. Giao lưu các kiểu, chẳng hạn như dĩ chẳng hạn, nó có xúc xích đi, mình có thể gợi ý với nó chiên là hai đứa cùng ăn, đó hợp lý rồi. Ồ, đôi bên cùng có lợi đúng không? Đúng rồi anh ơi. Một người mua dầu ăn mà hai người vui. Đúng rồi. Là. Rồi tiếp theo là cu dễ. Nhiêu em? Dạ có 1.000.000 để cắm trại anh. Bao nhiêu IQ em? 102. Wow. 102 IQ, 1 cộng 0 cộng 2 bằng 3 và nhỉ có 3 sao, 1 triệu để cắm trại. Và nó sử dụng tấm bạc 40k. Cái liều 150. Tấm niệm này là khoảng 200 mấy bạn, có tùy chỗ, có chỗ bán này bán kia mà tụi mình xài cái niệm này cũng cũ rồi. Nên mình cho nó khoảng 200 mấy luôn. Là nguyên cái bộ liều bạc và niệm là khoảng 500. Đây và bill nó mua là 481.160 đồng. Tiền liều là 500 và tiền đồ ăn là 480. Nói chung là cũng gần 1 triệu các bạn. Đồ ngoài của cu Dĩ 3 sao thì có là nước suối,
Cái này miền Nam mình gọi là cái muỗng múc canh, nhưng mà miền Bắc mình nghĩ gọi là cái mui các bạn. Rồi cái nồi sữa chó. Rồi anh biết luôn ha. Đúng rồi, anh thấy tú thứ hai, tú thứ nhất phải uống cái đó lắm em. Đúng rồi, đây là tú thứ nhất được các cái tú cái nước đó này, vậy nó kế thừa nha. Bánh trà bông, chuối, cà rốt baby, axi ngon, rồng đỏ, chín su, rồng đỏ, xì tin, tô, vịt nuôi, nấm và sườn. Ủa hình như tối nay em tính ăn món nuôi sườn hả? Đúng rồi anh, tối nay em sẽ làm món nuôi sườn heo. Wow, nấm khá là ngầu luôn. 102 IQ đúng không? Đúng rồi. Nói chung là IQ nó 102 nên nó quyết định là sử dụng cái khả năng đó để chế biến một cái món nuôi sườn heo. Đúng rồi anh, có cà gót ăn cho bổ nữa nè. À, cho không quanh hơn nữa đúng không? Có thể được lên từ 103 á em. Em nhớ cà gót nó bổ mắt anh. Ok. Rồi tiếp theo là tú thứ hai các bạn. Hôm nay tú thứ hai đổi được avatar mới. Các bạn dữ dàng hơn nha bạn. Cái nói chung là nó bật bội cái gì đó nhưng mà nó vẫn rất là cute, không sao. Và nó mua bìu khá là nhiều luôn, không biết tại sao. Vì tú này tú phách các bạn, mua tú thường là tú thứ nhất là nó mua ít lắm. Đây nó mua đồ ăn mà nó mua nè, 6.285.160 đồng. Đổi cái tiền đồ ăn thôi mà nó mua 6 củ nha bạn. Rồi cái liều phía bên đây là 2.3 triệu nữa. 6.2 triệu cộng 2.3 triệu là 8.5 triệu. What the hell. 8.5 triệu là còn khoảng 500.000 thì nó mua nồi niêu son chảo rồi nữa cái kiểu nữa. Ok đủ luôn. Nói chung là cái khả năng tính toán của nó rất là xét đúng luôn, mua đúng 9 triệu luôn, rất dữ em. Em à, 90 mà. Rồi ok, mình sẽ review đồ dùng của tú thứ hai nha bạn. Chúng ta sẽ có một cái nồi rất là bự. Cái nồi để làm gì em? Nấu hải sản à. Đại tiệc hải sản hả? Đúng rồi. Rồi hai chai nước suối bự trà bá luôn. Nói chung là tú đẹp nhìn là biết tú phát này, cái gì nó mua rất là bự luôn các bạn. Rất là nhiều và bự luôn. Trời ơi, nó mặn mòi da dẻ sao mà nó mua bịch muối trà bá lửa luôn. Một bịch muối rất là bự. Đường cũng rất là bự. Tấm hớt. Con dao. Ớt cũng rất là bự luôn. Còn tương ớt mình quýnh lần hai chai. Tương cà quýnh lần hai chai. Dầu ăn chai bự. Nho. Tô bự luôn. Bột mắp. Tỏi. Bếp cồn. Còn cái đậu xào nó mua là 3 cái luôn nè. Em có 3 ta. Thôi em cầm thử cho anh coi. Đâu có anh tưởng đâu dắt mình không. Mua đậu xào hả nào là 3 cái. À giống vô lô hả. Ok. Dữ lắm em. À nãy mình chưa giới thiệu IQ. Tủ thứ hai nó có 90 IQ các bạn. 9 cộng 0 bằng 9, có nghĩa là tú nó được 9 sao. Quá dữ luôn, nhân phẩm lên rất là nhiều luôn, 9 sao nha bạn. Ok, chúng ta sẽ review đồ nghề tiếp tục. Bếp cồn, khoai tây, tỏi, gừng, trứng gà, tiêu, muối ớt chanh, táo, bắp, Fanta, 7 ốp, giấy bạc, bánh mì và sốt cho bánh mì. Rồi cuối cùng là một cái hùng hải sản nha bạn. Hùng đựng hải sản. Nói chung là lâu lắm rồi nó mới được cắm trại bạn, nên hôm nay nó chơi hẳn là mua hết đúng 9 triệu để cắm trại luôn. Đồ ăn mua rất là nhiều luôn. Tối nay là chắc một mình đó là có thể bào hết được các bạn. Rồi cuối cùng là mình 117 IQ. 1 cộng 1 cộng 7 thì bằng 9 nha bạn. 9 sao, 9 triệu để cắm trại. Clip này là có hai thằng 9 sao luôn, rất là dữ luôn. Một hàng thì 90, một hàng thì 117, tất cả đều cộng lại đều bằng 9 hết. Đây là cái bill đồ ăn của mình thì khoảng là 3.108.000 các bạn. Nói chung là đồ ăn là mình mua 3 triệu, cái liều 2 triệu là 5 triệu, cái ghế này lâu quá mình quên giá nó, hình như là 500-600.000 gì đó. Rồi cái bàn này hình như cũng 500-600.000 gì đó các bạn. Nói chung là mình mua hết nhiêu đây là khoảng 6-7 triệu thôi các bạn, 6-7 triệu thôi, vẫn còn dư khá là nhiều nha. Nhưng mà đối với mình như vậy là đủ rồi, nhiều quá thì cũng sử dụng không hết các bạn, do mình cũng khá là nhỏ con. Rồi ok, mình sẽ giới thiệu đồ ăn của mình xem là có gì nha. Nấm mỡ nè, măng tây, thịt bò, khoai tây, tỏi, cà rốt, cherry,
Việt quất và dâu tây, bơ, tứ gà, chảo, dĩa, ly, bông hoa lá hẹ, nước sữa nè, nho nè, coca nè, nước dưa hấu nè, nước sakura, dầu ăn, thịt heo đóng hộp, mayonnaise, tiêu và muối hồng, muối tiêu, dao, nĩa, muỗng, rồi cái đồ xúc rồi các kiểu, và cuối cùng là một chai nước suối bự. Ok, nói chung là sau một hồi câu giờ và tấu hài các kiểu thì tụi mình đã review xong đồ nghề nha bạn. Hiện tại là tụi mình đang ở trong rừng các bạn, nó không có gió, nó khá là nực luôn. Nhưng mà rất may mắn phía bên kia là có một cái hồ. Bây giờ tụi mình sẽ đi tắm hồ nha. Sau đó tắm rửa sạch sẽ các kiểu thì bắt đầu gọi là ăn uống. Đi thôi. Ok, trên đường tụi mình đi ra bờ hồ thì phát hiện được một sinh vật khủng khiếp ở trong rừng các bạn. Đây. Trời ơi, sao nó có hơi mập như vậy được? Mà nó còn có vẻ ương ngạnh nữa các bạn. Đây, nó bự chà bá lửa luôn các bạn, nó bự. Nó bự muốn bằng ngón tay cái của mình luôn á. Và đặc biệt là nó có phấn nè, đây đây đây. Các bạn thấy mình quết cái cây mình trắng khéo luôn không? Vãi hả? Tại sao nó có con sâu bự như vậy? Con này hành bớm chắc nó bự bằng lòng bàn tay á. Đây là con... bắt nhện. Con nhện hả? Đúng rồi. Wow, bự kìa. Bằng ngón cái. Nó ốm, nó ốm. Ôi lòng, nó ốm. Đi rồi, nó lòng rãi. Ờ, con nhện nó bự bằng ngón tay út của mình các bạn. Trời, nó bự kìa. Con nhện này chắc ăn được con sâu nãy luôn á. Nói chung là trong rừng thì có mấy sinh vật nhìn khá là kinh dị các bạn. Wow, nguyên cọp luôn. Cọp, 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 cọp các bạn ơi, cọp. Để nè. Đây đây, chúng ta thấy được cái cọp nữa. Bãi hả? Đó trời hồn. Mình hết chuyện, mình tin tưởng vào thằng 80... Ủa, 102 mấy bạn. Hết chuyện, mình tin tưởng vào 102, nó dắt mình đi xuống núi luôn rồi kìa. Wow, tụi mình phát hiện được mấy cái nấm bự khổng lồ luôn các bạn. Đây. Mà không biết nấm gì nữa. Trời ơi, nhìn nó giống khá là giống nấm mối. Nhưng mà nó thật sự mình nghĩ là không phải nấm mối đó bạn ơi. Tại vì mình biết hình như là nấm mối nó sẽ tàn lẹ lắm. Còn cây này đã gần chiều rồi mà nó vẫn còn sống nhan luôn nè. Còn có cái gốc rất là lạ luôn nè. Nói chung là những cái loại nấm mà chúng ta không biết thì chúng ta không nên ăn nha bạn. Khá là nguy hiểm. Đi thôi. Rồi, tụi mình sẽ trải nghiệm tắm hồ nha bạn. Do bên trong rừng nó không có gió hết là nóng luôn. Ra vào đây tắm cái sạch sẽ rồi bắt đầu mới ăn tối nha bạn. Và những cái hồ như vậy thì nó khá là sâu các bạn. Ai mà chúng ta không biết bơi hoặc là bơi yếu gì đó thì chúng ta cứ việc ngồi trong bờ như vậy tắm thôi các bạn. Chưa tắm biển vậy đó. Sống ập ập như vậy tắm rất là đã nha, không nên ra xa. Còn nếu như không biết bơi cũng ra xa thì mình nghĩ là nên vô hồ nha các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ trải nghiệm xem là mùa này hồ có nghiêu sọt hết hay không nha các bạn. Wow, cái này ấm lắm anh. Em muốn lạnh hơn à. Đây hồ này thì có rất là nhiều mấy con chim chép, mấy con nghêu sộn hến như vậy nè các bạn. Nhưng mà nó còn khá là nhỏ. Bằng khoảng ngón tay út thôi. Đặc biệt là mấy con này nó sình cũng khá là nhiều, ngâm nó phải cả ngày trời gì đó nó mới nhả ra mới ăn được nha các bạn. Mấy con này nhìn đã vậy thôi chứ ra ăn không có ngon lành gì đâu. Ok, tắm xong chưa mấy đó? Ok, lên thôi. Hồ đây đặc biệt là có view núi nè. Rồi sóng biển rất là đã luôn các bạn. Đây. Có gì sóng biển vậy đó. Đi lên thôi. Nghe kích kích mình tắm cái nãy rồi. Rồi tình hình là vừa mới tắm xong, vừa mới leo lên thay quần áo thì trời đổ mưa các bạn ơi. Và chúng ta đã thấy được lợi thế của chính sao. Đó chính là tú thứ hai. Con liều rất là bự luôn. Đồ dùng đồ các kiểu bỏ vào được cái ngăn đằng trước. Đồ đẹp thì để ngăn đằng sau, khá là ổn áp luôn. Ok không em? Ok anh. Rồi tiếp theo là mình sẽ review những bạn sao nhỏ nha. Đây là bạn Dĩ. Ủa làm gì em? Hả? Làm gì đây anh? Anh thấy nướng dĩa bịch nè em. Bạc tiền nó bén. Bạc nhỏ anh. Rồi ok, nói chung là cô Dĩ 3 sao em. Toan rồi. Toan rồi. Rồi chúng ta qua cung hương bọc sao. Chúng ta đã thấy được lợi thế của căn liều sống hàng à, sống hàng. Ổn áo không?
quá là ổn anh ơi. Nhưng mà thông hàng này nó mỏm, nó không dài. Nếu nó dài chút xíu nữa là ra full sàn luôn. À, nếu Hương làm hấp lại thì nó sẽ dài ra được. Đúng anh ơi, nói chung IQ 92 như đây là ổn áp rồi. Ok, lần sau có kinh nghiệm ha. Lần sau IQ lên thêm. Rồi, tiếp theo là con Toàn, một sao. Căn lều này là được 117 IQ hỗ trợ các bạn. Ổn áp Toàn. Nước anh. Nước Đông Dũng hả? Nó trả sữa trên đầu anh. À, nhưng mà không, em không bị dột. Mà nó... Đúng rồi, em đâu bị dột đâu. Nó chỉ chạy từ bên kẻ thôi anh. À, nó chạy vô vậy hả? Cái đó dễ mà, em phải đóng cái cây ngoài đây. Thấy không? Em phải đóng sớm mà được rồi. Ok, lần sau cũng kinh nghiệm. Nói chung là Toàn thì mưa thì không dột, nhưng mà nó bị ướt sàn nha bạn. Do sàn nó bằng với đất á, nên nó bị ướt sàn. Rồi, tiếp theo là ăn không sao. Ăn hiên nhiên. Thì ban đầu mình cũng kể rồi các bạn, là điểm nổi bật của cái liều của mình á là được yêu thiên nhiên á. Thiên nhiên cái mưa giọt tới đâu thì nhiễu tới mình tới đó luôn à. Và đây, nó đã hành hiện thực rồi đấy. Ok, tiếp theo là mình nha bạn. À, biết nãy là mình sử dụng mấy tấm bạc này nè, mình che hẳn luôn phía lên trên luôn. Bây giờ là mình bị mưa á, nó ướt cái bàn á, mình phải sử dụng cái tấm bạc mình che cái bàn đó bạn. Nhưng mà bên mình vẫn rất ok. Mình nãy mình có đem cây dù này mà mình quên giới thiệu với các bạn. Cây dù rất là bự luôn, cây dù câu cá. Mình sẽ cắm như vậy. Đó. Rất là ổn áp chứ bạn. Nói chung là bây giờ tụi mình phải chờ hết mưa thì mới có thể ăn tối được. Nay mùa mưa tự nhiên cái nó mưa vậy các bạn. Rồi ok, cả đám tụi mình quay quần bên đống lửa trại và ăn tối nha bạn. À, đầu tiên là cho thằng cu dĩ màu mè ăn trước. Ủa em ăn trước luôn ha. Ủa mày nấu luôn, mày nấu gì em? Tối nay em sẽ ăn nuôi sườn heo anh. Nuôi sườn heo? Đúng rồi. Rồi giờ làm gì em? Đầu tiên là sẽ cho nước vô. Đầu tiên là cho nước vô nồi. Khoảng nửa nồi được anh. Rồi làm gì nữa? Nấu nước trước anh. Rồi mình mới cho nuôi vô được. À ok. Ok, hánh màu mẹ. Nè nè nè. Đâu, chỉnh không á. Ao. Nói chung là cô Dĩ là nó nấu nuôi nha bạn. Rồi tiếp theo là Hương ăn món gì Hương? Hương thì khá đơn giản như mọi người cũng thấy rồi. Giờ quýnh hết lon này nói chuyện tiếp. Wow, đồ mạnh dữ nha, chưa ăn hết nóc lon rồi. Nước chanh dày. Quá đã luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chế nước suối rồi nha. Để dành nấu nước. Và tiếp tục cái chiêu là dùng lon nước ngọt để nấu nước nha bạn. Đúng rồi. Rất cảm ơn cái sự thiết kế của cái lỗ của nhà sản xuất này luôn à. Luôn luôn có cái này để tụi mình nấu nước. Giờ nhà sản xuất tính hết rồi. Đó. Quá đã, nguyên một xuồng rồi luôn. Này hả? Đâu rồi? Muốn làm cái gì? Đập lỗ hả? Muốn đọc cái là một cái lỗ. Đập ra đây nè. Cái đó lỗ bự quá. Vậy được mà. Ê, nhiều lỗ nhọn ấy. Thôi cái đó bự làm gì rồi. Đó. Rồi lấy tay xé ra. Đúng rồi. À, như mấy người ta bán trứng gà nướng các bạn. Đúng rồi anh ơi. Rồi được rồi. Sao nữa? Sao nó để gần gần để cho các bạn thấy. Để vô này con dĩ nè. Sao? Hay á, cho anh ké nha. Ờ không được rồi. Đây. Cay quá. Đó. Đúng là sự chênh lệch IQ. Quá đã. IQ đâu em mấy á. Rồi ok. Tiếp theo là Toàn. Rồi. Đầu tiên mình cũng sẽ uống hết một lon nước này. Toàn tới 100 IQ nữa Toàn. Đúng rồi anh. Một sao nha bạn. Nói chung là Toàn không biết nó bị cái gì mà nó nhỏ lắm. Hôm nay nó liên tục series cắm trại là tập nào Toàn cũng nhỏ hết. Đâu, tập trước em to lắm anh. Vậy hả? À, rồi, cuối cùng mình đã uống hết được cái lon này. Và nói chung là Toàn là nó cũng sẽ như thằng Khương các bạn. Nấu nước một lon nước ngọt và ăn mì. Nói chung là hai thằng một sao thì nó cũng như nhau thôi. Nhưng mà Khương được cái màu mè hơn. Nướng trứng gà. Mà thấy là trứng gà nó xì xì gì ra nè. Đó, nó xì xì ra kìa các bạn. Vải thật. Ủa, nó đang mắc đi trọng lượng á. Ừ, nó sẽ nhẹ lại á. Rồi, tiếp theo là cú ăn 82 IQ và 8 cộng 2 bằng mừ. Không sao. Đâu, mừ trừ 1 còn không sao. Mà có mừ gà để cắm trại. Và tối nay mình sẽ ăn khoai lang nướng nha các bạn. Do là chỉ số IQ của mình là xếp ở cái mức mà nó nằm cao nhất từ dưới điểm lên. Và mình coi trên thế giới là nếu mà xét về tỉnh thế giới là mình đứng trong số 16% tỷ lệ IQ cao nhất các bạn. À, IQ 82 là xếp vào cái diện 16% hả em? Dạ đúng rồi. Rồi sau khi nước sôi giờ mình sẽ bỏ xương vô để làm cho nước nó ngọt nha. Hay.
múc đàng hoàng. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho cà gót vô. Cà gót cũng khó chín lắm. Bỏ thêm axi ngon vô nữa để đậm thịt ngọt xương. Rồi giờ mình sẽ nấu trong vòng 10 phút nha. Rồi sau 10 phút thì xương mình đã chín rồi nha. Giờ mình sẽ cho tiếp nấm vô. Ủa cháu nấm hả em? Không anh, nuôi nấm anh. Cháu nấm dẫn liền. Dạ cuối cùng là cho nuôi vào. Nấu trong vòng thêm 10 phút nữa. Trời ơi cái món cháu heo gì nè. Trời ơi anh nghĩ là chút nữa nó nở ra nó tràn ra chết ra ngoài luôn với tờ gì. Thôi được rồi được rồi được rồi được rồi. IQ 102 ta nấu vậy không anh? Ok ơi. Không hấp dẫn á. Ủa nêm nếm chưa hả? Nêm hết rồi anh. Rồi thôi giờ lấy nồi ra. Cho nó lẹ cho ra người ta nấu nữa chứ. Rồi mình thấy là trứng của Hương chín rồi nha bạn. Lấy trứng Hương ra luôn nè. Rồi Hương làm gì có trứng rồi lạ ta hả? Đâu anh ơi? Để quay đắt luôn khui gì? Trứng mà. Có vỏ mà. Trứng anh Hương kìa. Thì đây anh chế không cần cây luôn nè. Rồi hình như được luôn rồi. Nè. Rồi nó dính như giờ. Khui gì? Nước sôi 100 độ. Tiệt trùng hết rồi. Ủa sao có vô đây nữa hả? Không sao đâu, mì trộn mà. Rồi ok, trong thời gian chờ đợi mì chín thì mình sẽ review cái trứng nướng này luôn nha mấy bạn. Rồi xuống đây luôn. Đó. Thật, mình thấy nó nhũn luôn á. Lòng đào mấy bạn. Nhũn nha, nhũn nhuyễn luôn. Mình sẽ ăn thử một miếng luôn nha. Ăn không luôn, không có gì chấm nữa. Y như trứng bình thường vậy. Mình dự định sẽ kết hợp cái này với lại mì trộn nha. Rồi sau bao nhiêu chờ đợi thì cô Dĩ, cô Hương, cô Toàn và cô An bốn hàng sẽ ăn cùng lúc nha bạn. Đây đầu tiên là ăn con trứng nha. Dạ để em xíu được anh. Nó nóng vậy sao ăn ta. Thì ra 82 IQ nhưng mà rất là hiểu chuyện nha bạn. Khoai lang nóng không ăn liền được. Rồi tiếp theo là Dĩ ha. À, mình nhắc là cái tên cái dứ gì nha. Đó, nó mới không ngã không? Wow, này hướng dẫn cặn kẽ. Rồi, ok. Đầu tiên là mình sẽ mở nắp ra cho em. Cho tương ớt vô trước chứ. Nắm nè. Trời ơi, cái nồi cháo nắm của nó kìa. Đó, trời ơi. Wow. Mấy sao? 3 sao anh. Wow. 3 sao ăn gì đã dữ à. Trời mới vừa gặp gầm ăn nồi. Ấm. Ngon hả? Ừ. À, sùng sử dụng tay chấm. Ngon. Nóng quá. 102 IQ lần chứ không phải bình thường đâu nha bạn. Ăn xương. Ăn xương. Nói chung là quy trình này rất là nhiều, mình ăn không hết đâu, mình sẽ ăn từ từ. Cái khẩu đó anh nói rồi em ơi. Cấp bi. Dính men quyền, đánh gậy nữa. Đúng rồi. Rồi tiếp theo là Hương sẽ ăn mì xào trứng gà gì á. Đây, mì xào trứng nướng anh. Đây đây. Ơi, cái này có vỏ trứng nha các bạn. Mình 92 nhưng mình cũng không minh để giục cái này. Ok, quất luôn. Thôi rồi. Rồi mì xào trứng nướng. Hừm. Cái trứng nữa. Nhịn đói kìa. Thế sĩ còn mà bảy luôn. Rồi tiếp theo là Toàn nha bạn. Toàn xịt lên gần cho các bạn cùng coi với. Ủa sao em một sao bằng Hương đúng không? Đúng rồi anh. Ủa sao Hương một sao có trứng và em một sao có trứng? Không, em không thích mua anh. Anh để dành một cái bánh không à? À, em phải ăn bánh hay ăn trứng đúng không? Ngày nào cũng ăn trứng ngán quá anh. Rồi, tiếp theo là ăn IQ, không sao. IQ 82 được rồi anh, đừng gọi không sao anh. À, ok ok. 82 với bạn. IQ 82 của mình là sẽ ăn khoai lang. Wow. Không, em không biết cách ăn rồi. Không, biết, 82 ăn kiểu gì cũng ngon hết anh. Mình, tuy mình 82 IQ á, nhưng mà mình vẫn còn khôn á bạn. Wow. Không, 82 là rất là thông minh đó em. Người bình thường là khoảng chừng 70 á em. Em sẽ vận dụng 82 IQ của em là chính là mình sẽ ăn nửa trái thôi. Còn nửa trái còn lại mình sẽ để dành cho tới sáng. Ghê chưa? Khôn. Ủa chứ sáng nay em đâu còn gì để ăn đâu. Em còn mỗi khoai lang à. Khoai lang là nó là hành tinh tưởng nó là hoa chứ, củ chứ. Hả? Khoai lang mà. Củ hoa hả? Em nói nó là trái hay là củ em? Theo em là khoai. Trời nó chờ thôi bạn. Thực ra khoai lang là trái nha chứ không phải là củ. Rồi, tiếp theo là tú thứ hai. Còn gọi là tú phách nha bạn. Thì sẽ ăn món gọi là hải sản. Cái món gì quên rồi tú?
Hải sản Singapore hả? Ờ đúng rồi anh. Hải sản Singapore. Hải sản xúc Singapore nha bạn. Đây là cái mâm hải sản đã được luộc. Luộc cho nó chín rồi nha bạn. Do là chút nữa sốt Singapore mình phải luộc trước. Luộc như vậy. Tiếp theo là sử dụng khoai tây nè, bắp nè, bột bắp đã được pha sẵn với trứng gà, tỏi gần được các kiểu, tỏi ớt gần được các kiểu đó. Và bây giờ là các bạn nhìn thấy cái hiện tượng này đâu biết là nó không thể nào nấu ăn được. Đúng hả? Nghĩ ăn luôn các em. Và hai hàng chín sau mình chưa ăn gì hết, là mấy hàng sao sao nhỏ nhỏ đang ăn hết luôn các bạn. Ok, đầu tiên là mình sẽ cho dầu ăn vào nồi, sau đó chờ dầu nóng nha. Rồi, nghe tiếng chèo chèo là biết nóng rồi. Mình sẽ cho tỏi, ớt và gừng băm nhuyễn vào. Wow. Xào cho thơm luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho tương cà vào. Hết viên chai luôn nha bạn. Rồi, tiếp theo là tương ớt. Lại món gì lạ mấy anh? Anh cũng biết nữa. Tú thứ hai nó kêu anh nấu công thức vậy á. Rồi. Rồi, đổ nước vô luôn. Bao nhiêu? À, nửa bình luôn. Không sao thì tâm kỹ quá. Rồi. Đó. Mình sẽ quậy cho cái hỗn hợp tương ớt, tương cà rồi nó tan ra nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ cho muối vào. Cái này là cho hên xui chứ không có mũ gì hết các bạn. Chứ tụi mình đâu có đem gì đâu. Anh thấy hơi nhiều. Không sao, mặn hồi da dẻ. Tiếp theo là đường mía. Muối nhiều thì đường cũng phải nhiều. Wow. Phải nói là nhìn thấy giống cái mấy cái tên TikTok. Mấy ông mà ông chơi là bung đung 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 chà bá các bạn. Mình sẽ quậy lên nha. Mình sẽ nêm nếm luôn nè. Nước. Rồi, thấy con kiến nó nhảy vô rồi. Không sao. Protein. Đúng rồi, protein. Trong rừng mấy bạn, protein là quan trọng nhất. Rồi, mình sẽ nêm nếm lại lần nữa nha. Được rồi, được. Có thấy gì đâu, tôi ai cái thấy gì đâu. À, quên. Nếm thử cái em. Nhỏ không chịu ăn luôn kìa. Nghe ăn không mà không chịu ăn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cho bột bắp đã pha với trứng gà vào nha bạn. Rồi, khoai tây, bắp Mỹ. Quậy sơ cái nha. Tàu nó sệt lên kìa mấy bạn ơi. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho hải sản vào. Hai trứng. Rồi, sau bao nhiêu chờ đợi mình nghĩ là nó đã chín rồi nha bạn. Có đồ ăn rồi. Thơm em, thử em. Thơm à. Wow, hấp dẫn. Đây, dịch thả là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Đặt mấy con tôm cho ngầu nha. Sao con này anh hùng xạ điêu rồi? Chắc nóng quá rụng càng. Sao rồi? Cua nữa nè. Biểu diễn cho Tú thứ hai ăn. Ủa sao Tú thứ hai mà nó có 90 IQ mà ăn dữ anh? Nó biết là cái clip này á, là nó chỉ nhìn thôi bạn. Đãi mọi người ăn. Đây. Để anh biểu diễn này cho các bạn xem nha. Em đang nhai gan nè. Đúng rồi, đây anh lột tôm. Quết được sốt cái nè. Đó. Không, em biết tôm. Em biết tôm, nhè chơi rồi. Trời ơi. Chua chua ngọt ngọt cay cay. Ây da. Không dứt gì hết bạn, nhưng mà ngon quá. Ngon quá. Tôi hai đổ mồ hôi rồi anh ơi. Ướt đáng luôn rồi. 2000 years later. Rồi ok. Tú thứ hai ăn cho bụng bực cho bá luôn bạn. No quá. No quá hả? Ok, bây giờ tới lượt mình ăn nha bạn. Đi thôi.
ngủ em. Rồi cuối cùng cũng tới lượt mình ăn nha bạn. Mình thì sẽ ăn trên bàn cho nó ra dáng chín sao. Đây mình đã chuẩn bị sẵn hết nguyên liệu để làm cái bữa tối của mình rồi. Gồm có là nấm, cà rốt, khoai tây, tỏi, mang tây, thịt bò. Còn này bơ, bây giờ mình làm món bò bít tết nha. Rồi, mình sẽ biểu diễn làm món bò bít tết chín sao nè. Đầu tiên mình sẽ cho bơ vào. Rồi, mình sẽ chờ cho bơ nó tan chảy rồi nha bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho cà rốt vào. Nấm vào. Khoai tây vào. Rồi mình sẽ nấu cho cà rốt, khoai tây với nấm nó chín nha bạn. Rồi sau khi đã chiên nấm rồi cà rốt được chín thì mình lấy ra nha bạn. Lấy ra. Rồi ok. Tiếp theo mình sẽ cho thịt bò vào. Chiên bơ luôn nha bạn. Wow, nhìn hấp dẫn chưa kìa. Rồi tiếp theo mình sẽ cho củ tỏi và măng tây vào luôn nha bạn. Cái này làm màu thôi. Wow, cái thịt chiên quá. Mình sẽ rắc một cái lá này nha bạn. Mình quên tên của cây này rồi. Nhưng mà nó sẽ giúp cho thịt bò nó thơm các bạn. Bỏ lên đây. Cho bắt đầu rưới. Rồi mình thấy là nó đã chín rồi nha các bạn. Mình sẽ lấy ra. Ờ vậy nó hấp dẫn kìa. Oh my god. Củ tỏi làm màu. Hai cây măng tây. Nói chung là hôm nay mình vô chín sao nên hơi màu mè chút nha bạn. Và mình đã hoàn thành cái món bò chiên bơ công đoạn cuối cùng. Đây là muối hồng với lại tiêu nha bạn. Xay nhuyễn. Rồi mình sẽ hôi thử cái chai nước 6% cồn các bạn. Đây, nó tên là rượu Sakura. Mình thấy nó chỉ có 6% cồn thì nó chắc nó cũng nhỉnh hơn bia một chút xíu thôi. Nên mình sẽ review thử nha. Do mình thấy là bên trong nó có cái bông hoa rất là đẹp luôn nè. Đây, các bạn thấy không? Bông hoa Sakura, hoa đào Nhật Bản các bạn. Đây, mình thấy có cánh hoa nó bay bay luôn các bạn. Mình sẽ uống thử nha. Nó giống như là mấy bạn ăn cơm rượu vậy đó, cơm rượu. Nó hơi men men chút và nó nghe ngọt lợn lợn chút. Nói chung là uống được các bạn. Nó không có đắng như rượu. Nó ăn như là mấy bạn ăn cơm rượu vậy đó. 6% cồn mà lại ngon hơn bia nha. Bia có 4-5% mà. Rồi ok, mình sẽ thử hết cái món bò chiên bơ nha các bạn. Mình sẽ có măng tây, cà rốt, nấm, khoai tây và tỏi. Đó, quý sợ tộc nha. Rất là đã luôn. Mới rắc mới muối hồng lên đó. Mặn mặn. Béo của bơ. Ngọt đồ của thịt. Ổn áp, rất ổn áp luôn. Phải nói là nó ngon hơn cái mâm hải sản khổng lồ của Tú Thứ Hai nhiều nha bạn. Rất đã luôn á. Rất đã. Có cả trái cây ăn kèm nữa nè. Dâu tây, cherry với lại mâm xôi. Ừ,
Ok, nói chung là cả đám tụi nó là đã ăn uống rồi xong hết luôn các bạn. Do mình hơi màu mẹ chút nên tụi nó là nó cũng chắc đi ngủ hết luôn các bạn. Mình sẽ cố gắng nhanh và quay cảnh review xem là mỗi thằng cu là nó sẽ ngủ như thế nào nha. Mong rằng là tối nay là trời không có mưa. Chứ hồi nãy là mưa một cái là mấy thằng mà sao nhỏ nhỏ nó tạch quá trời luôn các bạn. Rồi ok, sau khi ăn uống xong xuôi thì trời đã tối hôi hồi lùi và cả đám tụi mình đi ngủ nha các bạn. Mình sẽ review chỗ ngủ của từng người. Hiện tại là trong rừng là bây giờ là nó rất là nóng luôn các bạn. Nó không có một cái cơn gió nào mà nó thổi qua được hết. Nó cây rồi nó che lại hết các bạn. Nó nóng như cái lò vậy. Mấy người mà có liều như mình hoặc là tủ thứ hai là chắc chắn là rất là nóng. Mấy thằng mà ngủ ngoài trời như thằng không sao một sao các kiểu mình nghĩ là khá là ok nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quay xem là mấy con cu là nó ngủ như thế nào. Đây, đầu tiên là căn liều tranh của cu An 82 IQ, nghĩa là không sao nha các bạn. Thì nó sử dụng lá để lợp phía trên như vậy. Phía dưới thì nó sử dụng mấy cái lá với lại mấy tấm bạc. Trời mình cảm thấy khá là nóng luôn mà nó lại đắp áo luôn là biết là ngủ khá là ok nha các bạn. Rồi tiếp theo là căn liều của con cu Toàn 100 IQ, có nghĩa là một sao. Wow, nó ôm đống đồ ăn nó ngủ như vậy nha các bạn. Rồi phía bên đây là căn nhà có máy vòm, nhà nước sống của cụ Hương, một sao. Khá là mát mẻ luôn các bạn ơi. Khá là mát mẻ luôn. Rồi phía bên đây thì sẽ có căn liều của con cu Dĩ 3 sao. 102 IQ. 3 sao nha các bạn. Cũng khá là mát mẻ luôn. Rồi trong cái căn liều bự khủng bố này sẽ là của thằng Tú thứ hai. Đây, một mình nó ngủ nguyên căn liều như vậy đó bạn. Ngủ khá là ngon luôn. Đây, ngủ áo khai trái luôn. Ok, rất là đã luôn. Rồi, cuối cùng là mình 9 sao. Thì mình ở trong căn liều tự bung khá là nhỏ luôn các bạn. Đây, phía bên trong thì nó sẽ nhỏ nhắn và ấm cúm như vậy các bạn. Ấm cúm tới mức mà mình phải ở tràn, mình nghĩ ở tràn mới ngủ được. Nó rất là ấm cúm luôn. Mình có gói, có niệm đồ đầy đủ nha các bạn. Nhưng mà mình vẫn thích cái gói của mình hơn. Ok, nói chung là cả đám tụi mình là mỗi người là sẽ ngủ một chỗ riêng biệt như vậy. Nếu như tối nay mà có mưa hay bão gì đó các kiểu thì mình sẽ cập nhật sau nha. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Rồi trời sáng các bạn. Tối hôm qua bị gì mà nó không có miếng gió, nó ngủ nó được cái như là cái lò vậy bạn. Thấy ngoài đó là cụ ăn nó ngồi nó đốt lửa. Lập bập luôn. Ủa sao mà đốt lửa sớm dữ em? Hả? Sáng không có gì làm, đốt chơi em. Vậy hả? Vậy sớm dữ à? Dạ. Tối qua ngủ được không? À, tối qua qua đây nó mát mát anh ơi. Ban đầu thì là tưởng nó lạnh, nhưng mà về sau nó nực. Cỡ đâu khoảng 2-3 giờ gì nực cái... Từ cái mát luôn. Tối ngủ ok lắm. Rồi vậy, vậy sớm luôn hả? Dạ. Wow, vậy sớm để thành công nha bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ kêu mấy thằng cu dậy ăn sáng, dọn dẹp các kiểu của đại điểu rồi đi về nha bạn. Rồi đầu tiên là cu Toàn. Ngủ rất là ngon luôn các bạn. Đây ông ăn, ông lụm mấy cái cây có gai gì nữa các bạn. Rồi cái tóc rừng gai không mà giờ đánh đốt lửa. Để tước Toàn luôn, Toàn vậy nó không biết nó dặm cái chết Toàn. Hello, 100 IQ. Vậy em cũng đã chứ hả? Hả? Tối qua ngủ đã không? Đã, nằm trong đây nó mát mát anh. Nói chung ok. Sao anh thấy lấy cái áo từ cái đầu lên là sao kỳ vậy? Kiếp không anh. À, lâu lâu mấy kiếp bò lỗ tai hả? Đúng rồi, nên chùm đầu lại. Mà ngủ ok hả? Ok lắm anh. Đợi anh ngủ trong cái lò, nó như cái lò vậy. Rồi, tiếp theo là bé Hương. Một sao. Hello. Hello Hương. Sao tối ngủ đã chứ à? Đẹp trai quá à. Tối qua ngủ ổn áo mà em. Không hèn kiến nữa hết à. Ổn anh ơi. Tối nay nằm mơ lướt sóng quá trời quá đất. Đùa thôi. Nói chung là tối hôm qua là Hương lướt sóng mấy cái tài chính rồi các kiểu khá là ngầu luôn hả? Ok. Rồi tiếp theo là cu Dĩ 3 sao. Nó biết trong rừng là có nhiều mấy con kiến rồi nó bò vòng vòng như vậy đó bạn. Chứ cái mùa này thì chỉ cần đốt ngang mũi là không có mũi đâu các bạn.
và cu vị nó vẫn thấy có vài con kiến nó chui vô trong nè. Đây bên trong có kiến chả ba lửa luôn các bạn. Quay vậy vậy em vậy dọn đồ ăn sáng đồ về em. Hôm qua ngủ ổn áo em? Ổn anh. Hôm qua mưa thì dọn nhưng mà không có mưa ngủ ngon lắm hả? Đúng rồi, nó mát lắm. Wow. Với lại có miếng kiến này chui vô cả chục con. Cái làm cái gì? Cái nó bò vòng vòng em. Bò vòng nhọt hả? Ừ. Massage. Hên là con kiến này nó không biết cắn đó các bạn. Kiến này là con kiến nó đi khám phá thôi. Rồi tiếp theo là cô Tú thứ hai nha các bạn. Nó ngủ vãi hạt tới giờ đây bán con ngủ nè. Đây. Ủa thì ngủ dữ à. Quay vậy cú ơi. Dạ em ơi. Tối qua ngủ đảo em. Ổn mát lắm anh. Không có kéo cái liều luôn, mở cửa liều luôn. Em mở luôn. Ngủ ngon hả? Nhìn thấy cười vậy là biết rồi. Thôi vậy ăn sáng em ơi. Anh đặc biệt ta chăm sóc em dữ lắm á. Mình sẽ là người ăn sáng đầu tiên nha bạn. À, mình thì vào không sao và buổi sáng của mình khá là đơn giản luôn. Ăn chay niệm Phật các kiểu. Và đây là món ăn chay của mình. Sáng mình chỉ uống Danxi là đủ no rồi. Một người mà tu hành như mình với 82 IQ thì uống nước là quá là dư dả. Xong, no rồi, giờ tiếp tục đi ngủ thôi. Rồi, tiếp theo là mình một sau sáng mình sẽ ăn táo và bánh. Sáng mình sẽ ăn táo cho nó tốt sức khỏe. Còn bánh thì mình sẽ để sau. Nói chung là buổi sáng của mình khá là ok nha các bạn. Đầy đủ dinh dưỡng. Tiếp theo là mình một sao có 92 IQ nên mình quyết định sẽ xé cái lon này ra, chế dầu ăn vào. Sau đó đập trứng vào. Ok. Đem lên bếp giao lưu thôi. Đó, vậy thôi á. Cứ để chín là có tiếng ốp lan. Rồi mình thấy là có vẻ chín rồi mấy bạn. Bây giờ mình sẽ nhìn nó và chờ cho nó nguội để ăn nha mấy bạn. Chín hai nhưng mà khôn lắm nha. Đâu chín đâu. Chín rồi, cái này là dầu á anh. Wow. Rồi tiếp theo là mình ba sao nha. Sáng mình sẽ ăn bánh cà rô với uống sữa ốc chó để giúp tăng trí nhớ. Chứ không minh chứ lộn. Tiếp theo là mình Tú thứ hai. À, mình có 90 IQ, bây giờ mình sẽ ăn sáng bằng miếng bánh mì cái hũ rồi. Ủa? Đây. Giờ mình sẽ chế hết cái hũ này lên luôn. Được hả? Đẹp lắm á. Ăn em. À, mình sẽ ăn nha các bạn. Ngon em. Với một bữa sáng của 9 sao như thế này thì quá là đủ rồi anh ơi. Quá ngon. Ok, bữa sáng của mình là mình sẽ ăn trứng ốp la nha các bạn. Ăn cho nó đơn giản. Nói chung là cũng giống như cô Hương vậy. Trứng mình đem chiên lên. Đó. Nói chung là bữa sáng mình sẽ ăn trứng ốp la và uống sữa. Sữa này rất là lạ luôn, mình uống review thử cho bạn luôn nha. Soda sữa Molan Bob. Review luôn nha. Wow. Nó giống như bạn uống Mirinda soda kem. Nhưng mà nó nghe nó mùi hương vị nó chắc hơn, ngon hơn chút nha bạn. Quá đã luôn á, sữa tươi mà nghe có ga. Rất ok luôn. Đây, sau khi trứng đã chín thì mình sẽ gắt muối tiêu vào. Đó. Đây. Buổi sáng trong rừng đạm bạc và nóng hổi. Lấy thời luôn. Ok, nói chung là tụi mình đã hoàn thành được cái bữa cắm trại với bạn. Bây giờ cái đám tụi mình là sẽ dọn lều. Rồi dọn rác đồ các kiểu, đem rác đồ về đồ các kiểu nha các bạn. Chúng ta không nên xả rác trong rừng hoặc là những nơi cắm trại. Vậy mình có bây giờ tới đây. Lý hôm nay là tụi mình tấu hài.
Và có thông báo là cho các bạn là cô Tú là nó đang cái tuổi gọi là dậy thì các bạn. Nó bây giờ nó khá là thích khám phá những cái mà nó mới mẻ với bạn bè rồi các kiểu á. Nên nó không còn đam mê đi làm, nên mình quyết định là đã cho nó nghỉ một tháng để đi chơi các bạn. Bây giờ nó chơi giai đoạn mà nó cảm thấy mà nó chán, nó không còn muốn đi chơi nữa thì nó đi làm. Chứ mình không phải là cha mẹ nó ép nó đi làm đâu, không có được nha các bạn. Mấy thằng cô Toàn, Tú, Dĩ, Bảo rồi các kiểu đều là em bà con của mình hết, em mình hết. Nên mình rất là vô tư, thằng nào nó muốn đi chơi thì mình cho nó chơi thoải mái, chờ nào chán thì về làm thôi. Như mấy bạn biết, ai mà hay dõi kênh mình nhiều là biết là có đợt thằng cu Dĩ là nó ra đi 2-3 tháng. Nó lăn lộn được các kiểu của đà điểu, đem sẹo, đem găng, gãi đồ về. Và kết quả là bây giờ nó đã trụ lại ở đây nha các bạn. Nói chung là đàn ông con trai là phải lăn lộn như vậy thì mới có chí hướng làm ăn. Rồi ok, nói chung mình kết thúc video tại đây. Bạn thích video này, like, chia sẻ bàn tay, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo để xem những clip tấu hài hát của team. Tạm biệt các bạn.